Xin chào nghệ nhân chú. Ui, mày béo nhỉ? Béo thế. Alo. Cái thư của cái gì anh? Có làm chứ? Vâng. Em xem có cái thư gì mới hả anh? Em chưa kịp xem. Alo. À, vâng thì à thế thì vẫn thống nhất là kéo mà trong ngày hôm nay thì kéo không nặng được. Thế em vẫn đang chờ gì, nếu có vào thì vào luôn. Đấy nhé. Vâng, em đang loanh quanh đi. Vâng. Đó, về này cái lạnh hơn. Thế đây có người đâu không đi? Vâng đó. Vâng, chắc là đang ăn sáng. Cục béo này. Quê hay là Điền đấy chú nhỉ? Quê hay là Điền nhỉ? Quê à? Đúng không? Quê. Quê. Quần quại nhỉ? Củ to thế. Lắm người gọi quá này mà. Đấy, đang quay béo béo này thì lắm người gọi quá. Công việc mà. Công việc từ giờ sáng giao ban thứ. Củ to lắm, nhìn đây. Nhìn đây. To quật vã luôn. Quên mới không hỏi. Hết cái đẹp rồi. Hết rồi. Quay vui. Giờ vừa ít cây lại không có cây đẹp. Cái đẹp trường lấy hết rồi đâu. Chán lắm. Ra đi vòng cho anh. Chưa, anh vừa vào đây. Vừa ngoài đầu đường kia vào đây. Lại đỗ xe kia lại lang thang tí rồi. Hết cây đẹp. Ở đây làm gì có, bây giờ dân chơi tinh hơn rồi. Và thứ hai là không có cây đẹp. Cây đẹp là gì? Cây đẹp mini ấy. Cây to thì không nói gì. Cây to đeo mini. Cây to mà đẹp thì không hết. Quần quại ghê kìa. Trồng san hô. San hô đấy. Đấy, con này hay. Đẹp ngon lắm không ạ? Ôi, đấy mà như viết chữ đầu. Con này hình như con này nó móng cái sao? Để gặp thân nhé. Trời ơi, lại gọi. Ồ, quay không yên cơ. Ngoài gọi liên tục. Đang cho ông Hưng này nè. Quay đi. Đâu, nghệ nhân. Hôm nay toàn thuê làng nhà thôi. Làng nhà. Tinh Sam. Sam này. Sam này là nhiều tiền lắm đấy, đúng không? Được. Mấy triệu á? Triệu. À, 1 triệu rồi. Linh Sam lá nhỏ này. Lá nhỏ này. Nhìn rất già nha. Rất già, đây. Đấy. Nhìn cổ thụ đấy nhỉ. Cổ thụ ghê đấy. Chỗ nào về nhà tôi chơi? Ở chỗ nào cơ? An Khánh gì? Ở nhà có nhiều, chắc nhiều cây đẹp lắm. Về quay 10 cây. Cây đẹp không mang ra đây đúng không? Để biết hôm nào về quay 1 triệu của tôi. Đấy. Biết nhà là người ta mò đến tận nhà đấy. Là mình thông thả lúc nào thì trèo được. Chắc cuối tuần. Cuối tuần thì hay đi chợ buổi chiều. Đấy. Vâng. Buổi chiều chẳng hạn. Buổi. Em cứ chạy đi suốt mà. Cái việc thì nó bình thường nhà thôi, nhưng mà cứ hay đi chạy đi cây xem cây ở đấy, về đấy xem cây cũng là việc quay cái vòng nổ hay là gọi là bạch tuyết mai đấy. Bạch tuyết mai, một dòng khác của bạch tuyết mai đấy, nó là bỏng nổ đấy. Bỏng nổ đây là mấy lít đấy? 500. Có người gọi không phải 500 vòng nổ xanh. Chính những đồ này nhỏ nhỏ lại dễ bán đấy. Đắt mang ra đây rất khó. Đấy, một xanh cái lá đẹp nhỉ. 5 điểm. Sống nước.
Đấy, cái con này là bao nhiêu tiền? 700 một cây. 700 một cây. Khách 1,5 triệu. Đúng rồi, khách 1,5 triệu. Nào gọi điện là chơi nhỉ? Vâng. Ngay kia mà gần. Chỉ biết nhà hai ông bảo với họ dù việc đang mùa lộc nha, đỏ đỏ thích thích nha. Đấy cần thăng đẹp này, đẹp nhất chợ đấy. Không đẹp nhất chợ thì không nói đấy, mất mông như chơi. Cũng gọi là đẹp. Đẹp, hôm nay đẹp nhất ở đây rồi, không ai bắn cần thăng đâu. Đuối này. Ủa, đứng như chỗ này nguy hiểm quá, ô tô đâu. Không nghe được ít. Đây là chúng có tí kìa. Đây, vị có bên này. À, 1 triệu, mai đang mùa hoa đây. Thơm nhỉ. Hoa thơm, mùa hoa mai chú thủy với mai hồng ngọc. Đang mùa hoa, 1 triệu một cây kìa. Sang đây nào. Các bố tập trung đi đâu mất rồi. Lại đi uống rượu với nhau hết rồi. Có bố nào ví dụ quán được cây mà có đôi đồng là lại gọi nhau đi uống rượu. Chả chỉ có trông hàng gì cả. Cứ có khách thì người ta toàn mới chạy trong quán nước ra, hoặc là những còn thấy ông quay phim này thì người ta chả ra đâu. Đấy. Rồi cái đồ phôi xa xôi này. Sợ. Con này thì nhỏ nhỏ nhưng mà đế đĩa nó chưa được côn, không phải là con chậu. Dưới hàng đất lên, hàng đất nó gọi hàng đất, nhìn hàng đất là cái chân bệ đấy, như này nó có chân bệ nhưng nó không được côn, nó là nuôi đất đi các bác chứ không phải nuôi chậu. Đấy. Bác hiểu không? Mặc dù đế đĩa rất là nhiều. Đấy, kinh đấy. Thành vách đánh là tác phẩm Thanh Đông Tổ Quốc à. Thanh Đông Tổ Quốc. Tác phẩm Thanh Đông Tổ Quốc đây. Thanh Đông Tổ Quốc đấy. À, bạn này được. Thành vách tên nó giả cục. Kinh đấy. Chưa nhìn chất nào kia. Đấy, báo giá trên TV xem là bao nhiêu này. Để anh em biết là bao giá trên TV chuẩn lắm, câu là thiếu phải văn vở năm củ. Đấy. Trước thì rất nhiều chục nhưng mà không bao giờ nói với từ ngày xưa là mình. Đấy. Thế chưa chết tiền. Cắt tất cả băng ra động cái đấy. Cái này là trước là hoàn thiện rồi. Hoàn thiện hết rồi anh cắt đi mà. Bây giờ ta không thích cái hàng này rộng. Đấy. Là nắm cắt ra bằng khề gỗ. Đấy. Đấy. Ông nào mới chơi mua về thực hành cũng được. Rẻ. Thoải mái phá. Không lấy tất đâu. Thoải mái mà phá đấy, báo thôi. Đấy. Ừ. Anh em mà thiện chí lại còn giá rẻ bất ngờ đấy. 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 Xưa kia thì 6-7 chục đấy. Đấy. Nó vẫn đẹp chứ, nó đẹp nhưng mà cơ bản là chẳng muốn chơi. Mỗi thời cũng khác. Đấy. Đưa vào một cái chậu đẹp cây này, cực đẹp luôn. Rồi. Đấy, anh khỏi định mày. Rồi, bác biết dính này. Đấy. Được chưa? Cái chậu đã chơi mẹ già. Mặt kia này, mặt kia cơ. Chẳng toát. Đấy, mặt kia này. Mày thân. Mày thân này. Thân này. Mày xanh. Xanh cổ. Cái đó này. Rất bất ngờ, quá nhiều điếu và tặng đấy.
tặng ít tiền thôi, lấy tí công trở đi thôi. Nha. Ghê quá. Đấy, cả cái công lọ vọ cả xe chở được mỗi cây thôi. Đẹp này cả. Thời hoàng kim rồi. Hết thì không này. Mua này chứ không mua nổi, toàn cây mới bẩn. Đúng rồi. Cái giá nó không bao tiền. Đặt vào một cái chậu. Rầm nỉ cái bệ rất mỏng. Đúng thành rồi. Vách đẹp cực luôn, tay văng mà ngủ con loại. Là... cây mà lên. Tương lai mà nhiều tiền thì phải cây to. Đúng. Chứ chơi cây nhỏ là mua không bao tiền. Chơi cây nhỏ thì nó có đẹp đến mấy nó chỉ lên cái giá trị lần nào đấy thôi. Đúng rồi. Này thì lên kinh khủng lắm. Chơi được cái to thì càng có giá. Càng biết cây con gà mông xôi là cũng là xanh quê, chứ có phải là quê. Nó có phải là xanh ấy đâu, có phải xanh Lan Điền đâu. Hay là móng thôi, là xanh vàng đâu. Thế đây thành vách nó cũng già. Tuổi đời của nó thì bao nhiêu năm rồi rồi, không phải là mưa nó vẫn trắng chứ không phải xanh da cái rằng cái loại này. Đây ná mà sờ ná mà như dày cực kỳ dày luôn. Này đội đội cường ngoại sĩ mới được quán. Nhờ về lại hốt lên. Mua công này mà bây giờ mà nên mua công mà mua cái này thì lại hốt lên thì thôi. Nên phây cái này thôi. Cứt của ông ấy cũng đẹp, thơm. Nói không phải vắm bổ nhưng mà đúng rồi. Vì thần tượng hóa quá. Ở đây thì vàng chưa ai biết mà. Cái đó được có 4 mặt. Đấy. Đắt đủ cũng 7 thân đấy. 7 thân. Chào lắm. Ôi buổi sáng buổi chiều về chơi. Đẹp. Đẹp đấy. Đáng mua đấy. Đấy, ôi cụ này là vất vả quá, gánh cái cây. Hỏi phê hết alo. Vâng. Mọc lên rồi đi. Già. Già. Là đấy. Em có thương bạn thân thân nghĩa nào, có thằng bạn thân thân mà nó để cho giá gần chết rồi mà thân thì sớm thì rồi. Em mà có sân thì em cũng múc. Em có nhà sân thì em múc. Đấy là mấy có thằng bạn là thân thân ý. Ăn nhau là có bạn. Đúng rồi. Con này sau này nó mới nãy to. Ông nào có... nãy to. Đấy. Có đâu cần các bạn như bây giờ. Mệt mỏi. Đúng rồi. Hết cây, chợ búa chán, rồi ra cuối chợ.